Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một sản phẩm, đó chính là cái buli tăng chỉnh dây cô loa điều hòa của Hyundai HT210, Hyundai HT240, Hyundai 5 tấn nhập khẩu. Đấy, con này hàng xịn Mobit 100%. Con này thì nó sẽ có mấy mã anh em, đây hàng xịn Mobit đóng trong hộp anh em. Đấy, made in China nhưng mà nó là phủ sản xuất cho đồ Hyundai anh em nhé. 100% tính áng luôn. Đây các bạn, đây buli tăng chỉnh này. Con này nó sẽ bao gồm mã là 25275205000 hoặc là 25285840800. Con này thì nó sẽ lắp chung hai mã này anh em nhé, của Hyundai đeo không, hàng xịn chính hãng đây anh em, màu vít này, dập nổi anh em nhé. Đấy, các bạn nhìn này, đó mặt sau của nó thì made in China, vì con này sản xuất tại China nhưng nhà máy Hyundai đặt máy đặt ra đây các bạn nhé. Đấy, ok cho anh em nào mà hỏng cái cục buli tăng chỉnh này thì ủng hộ mình nhé.